Laptop đồ họa mỏng nhẹ chỉ nặng 1,24kg mà còn có cả cạc đồ họa rời. Rổ giá lại rất hợp lý, chỉ hơn 10 đồng cho anh em nào muốn một chiếc laptop có thể thiết kế đồ họa cũng như dựng video ở mức cơ bản. Ngoài ra thì có thể sử dụng được một vài những ứng dụng thiết kế đồ họa 2D như là AutoCAD này hay là Photoshop này. Ngày hôm nay thì anh em hãy cùng mình đánh giá và trên tay chi tiết chiếc Dell Virtual 5391 này nhé. Bắt đầu thôi. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Mình là ML đây. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của mình thì có thể ấn một like, một subscribe để mình có động lực ra thêm nhiều video trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Dell Virtual 5391. Chiếc máy này thì có lẽ là anh em nghe ít bởi vì là nó không quá hot hit như những cái dòng khác như là Inspiron 5310. Nhưng mà cái hiệu năng của nó thì vẫn đáng để cân nhắc ở trong tầm giá khoảng hơn 10 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì anh em hãy cùng mình đi đến thiết kế của em nó trước, sau đó thì mới đi đến cấu hình nhé. Rồi, thiết kế tổng quan của chiếc máy này thì nó sẽ là vỏ nhôm nguyên khối anh em nhé. Vỏ nhôm ở cả mặt trên này, mặt dưới này, với cái tông màu bạc nó sẽ hơi ngả xanh một chút. Ở mặt sau này thì chúng ta vẫn sẽ có cái logo Dell mạ chrome truyền thống ở đây. Đấy, nó rất là tinh tế và sang trọng. Còn ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có một cái chân đế cao su để tránh cái tình trạng là nó bị xước khi mà anh em mở máy lên. Đó, nó cọ vào mặt bàn như thế này thì cái chân đế cao su này nó đỡ hết rồi. Ở mặt dưới thì chúng ta sẽ có những cái chân đế cao su chống trơn trượt này. Ngoài ra thì cái hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này trải dài khắp thân máy. Vậy nên là khi mà sử dụng làm việc cũng như là học tập các thứ thì không lo là máy quá nóng anh em nhé. Cơ bản thiết kế của máy thì như vậy thôi. Khi mà mở máy lên, ở mặt trong thì chúng ta sẽ có cái tông màu là xám đen anh em ạ. Đó, bàn phím thì màu xám, còn ở cái mặt C này tổng thể nó sẽ hơi đen đen một chút. Vậy nên là chiếc máy này nó phối khá là nhiều màu. Ok, đó là về thiết kế. Còn về trọng lượng thì sao? Nó chỉ nặng 1,24kg thôi. Thì đối với mình nghĩ một chiếc laptop 13 inch như thế này là quá hợp lý để các bạn có thể mang đi học, đi làm hay là đi công tác rất là tiện lợi, đúng không nào? Rồi bây giờ thì hãy cùng đi đến cổng kết nối của chiếc máy này đã. Cổng kết nối thì ở trên những dòng máy 13 inch, ví dụ như là XPS này, thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ có cổng USB Type-C thôi. Nhưng ở trên chiếc Virtual 5391 này, chúng ta vẫn sẽ có được rất nhiều những cổng kết nối. Ở phía bên cạnh trái sẽ có một cổng sạc chân kim tròn này. Ngoài ra là một cổng HDMI có thể xuất ra máy chiếu 4K. Một cổng USB Type-C DisplayPort có thể sạc được, có thể xuất hình luôn. Ngoài ra chúng ta sẽ có một khe thẻ microSD. Ở phía bên cạnh phải thì sẽ có thêm cho anh em là một cổng USB-A nữa để anh em cắm được bàn phím hay là chuột ngoài. Ngoài ra sẽ có jack tai nghe kim micro 3.5mm để cắm tai nghe vào hoặc là cắm mic vào để anh em có thể đàm thoại những cuộc họp online. Đó là tất cả những gì về cổng kết nối. Cái lợi thế của nó là nó có thêm cổng HDMI và hai cổng USB-A để anh em có thể cắm những thiết bị ngoại vi một cách dễ dàng, điều mà không có ở trên rất nhiều những dòng máy có màn hình 13 inch và mỏng nhẹ như thế này. Thế còn về màn hình của máy thì sao? Chúng ta sẽ có một kích thước màn hình nó khá nhỏ gọn, 13.3 inch với độ phân giải là Full HD. Độ sáng nó rơi vào khoảng 250 nits. Ngoài ra độ chuẩn màu của chiếc màn hình này nó rơi vào khoảng trên 90% sRGB. Vậy nên là khi anh em sử dụng những ứng dụng thiết kế đồ họa chỉnh sửa hình ảnh như là Photoshop hay là AutoCAD các thứ ấy, thì anh em sẽ thấy một cái màu sắc nó chân thực hơn. Và đây là một tấm nền IPS LCD chống chói anh em nhé. Anh em nhìn từ mọi góc độ thì nó vẫn sáng như vậy, vẫn đủ màu cho anh em. Không giống như những tấm nền màn hình cũ như là TN thì cảm giác nó sẽ hơi nhức mắt một chút. Và cái độ phân giải Full HD thì mình nghĩ rằng là nó đủ để đáp ứng cái nhu cầu làm việc hay là cái nhu cầu sử dụng hình ảnh của anh em. Bởi vì đây là một chiếc màn hình 13.3 inch thôi, nó khá là nhỏ gọn và cái mật độ điểm ảnh nó cao. Vậy nên khi mà anh em nhìn vào nó sẽ không bị rỗ một chút nào cả. Viền màn hình thì mỏng ở cả ba cạnh, tuy nhiên thì ở cạnh dưới của chiếc máy này nó sẽ hơi dày một chút và ở dưới này vẫn sẽ có cái logo Dell ở đây. Ngoài ra ở phía bên cạnh trên thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị những cái bổ trợ như là camera này rất nhỏ gọn ở đây, micro đàm thoại, micro chống ồn. Đó, mặc dù là ở cái viền trên này nó rất mỏng nhưng lợi thế là vẫn được trang bị camera. Ok. Thế còn trải nghiệm bàn phím ở trên những cái dòng laptop như là Inspiron hay là Virtual ấy thì nó có cái điểm chung là gần như cái khung bàn phím nó giống nhau. Đây mặc dù là một chiếc laptop 13.3 inch nhưng mà không tràn viền giống như kiểu XPS anh em nhé. Thấy nó sẽ không được quá đẹp mắt, không quá bắt mắt nhưng mà cái chất lượng gõ của nó vẫn rất là tốt. Mặc dù là cái hành trình phím nó không sâu nhưng mà cái độ nảy nó vẫn rất tốt này. Ngoài ra thì cái layout phím nó thiết kế nó vừa phải. Vậy nên là khi anh em sử dụng, anh em gõ văn bản các thứ thì cũng tránh được cái hiện tượng là thao tác nhầm. Và vẫn sẽ có đèn nền 3 cấp độ ở đây để anh em có thể soạn thảo văn bản ban đêm một cách dễ dàng.
Đó, về bàn phím của chiếc máy này thì nó sẽ hơi tối màu hơn một chút so với cái tổng thể cái thân máy. Nhưng mà cái chữ nó vẫn được khắc là màu trắng anh em nhé. Vậy nên là khi mà anh em sử dụng ở trong những cái môi trường nó thiếu sáng một chút, anh em không bật đèn nền vẫn có thể thấy rõ được cái chữ để anh em có thể thao tác ở trên cái bàn phím này. Nó sẽ hơi lõm xuống một chút này, để khi mà anh em gập cái máy này lại thì cái tạo hàn phím nó sẽ không xảy ra. Đây là một cái lợi thế của chiếc Voco 5391 này. Điều mà rất nhiều những chiếc máy gặp phải đó chính là hàn phím lên cái màn hình này. Thời gian thì nó sẽ xấu, còn về lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái màn hình và có thể là sẽ cháy màn hình hay là đốm các thứ đó. Còn về touchpad thì mình rất thích cái touchpad của cái dòng Inspire này, dòng Voco cũng như là XPS của Dell, vì là trải nghiệm nó rất là mượt mà. Mặc dù chiếc touchpad này nó không được phủ gương, nó sẽ hơi rít rít hơn một chút so với những cái dòng như là Inspire 5420, nhưng mà cái trải nghiệm vuốt chạm của nó vẫn rất là thoải mái. Và khi mà mình sử dụng, mình trải nghiệm thực tế thì cái hiện tượng đứt quãng nó không xảy ra. Zoom in zoom out nó rất là mượt và sử dụng hai ngón ba ngón thoải mái. Ngoài ra thì tổng thể cái thiết kế của touchpad này nó to, nó vừa vặn, và khi mà nhìn vào nó cũng khá là sang trọng, bởi vì đây được cắt CNC rất là đẹp này. Đó, ở giữa thì sẽ có một cái gạch như thế này để mà phân biệt giữa chuột trái phải để anh em sử dụng dễ dàng hơn. Còn đây thì là những cái thông tin của nhà sản xuất thôi, các NVIDIA và Intel Core i5 thế hệ 10 này. Về cấu hình thì bây giờ mình sẽ cùng khám phá nhé. Cấu hình của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có một con chip là Intel Core i5 thế hệ thứ 10. Với cái dòng chip U thì nó sẽ tiết kiệm điện khi mà anh em sử dụng những cái dòng chip U ấy. Thì lợi thế của nó là anh em sẽ sử dụng thời lượng pin được lâu hơn. Tuy nhiên thì theo với đó là cái hiệu năng của nó sẽ bị giảm một chút so với những cái dòng chip H, HQ, HS, HX hiệu năng cao. Để mà sử dụng những ứng dụng văn phòng thì thoải mái. Cơ bản là chúng ta vẫn có được một con cạc đồ họa Ombra nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một con cạc đồ họa rời nữa, đó chính là MX250 với dung lượng VRAM là 2GB, RAM xe là lên đến 8GB. Vậy nên là khi mà anh em sử dụng để render những cái project nó nặng một chút ấy, thì máy vẫn hoàn toàn có thể làm được, nó lấy từ RAM ra. Đó, vậy nên là anh em sử dụng những ứng dụng thiết kế đồ họa ở trên những cái dòng máy có cạc đồ họa rời mà nó có cái dung lượng VRAM nó bé một chút ấy, thì anh em vẫn hoàn toàn có thể làm được những cái project từ nhẹ đến trung bình. Còn những project nặng thì mình nghĩ rằng là những chiếc máy có cạc đồ họa rời nó mạnh hơn 4GB, 6GB, 8GB, 12GB thì nó sẽ đáp ứng tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có dung lượng ổ cứng là 512GB chuẩn NVMe tốc độ cao và dung lượng RAM 8GB để anh em có thể sử dụng một cách mượt mà. Khi mà anh em sử dụng những chiếc máy có ổ cứng SSD ấy, thì anh em khởi động vào Win rất là nhanh. Thậm chí là ở trên chiếc máy này anh em vẫn có thể cài Win 11 để anh em sử dụng. Và thực tế là mình vẫn đang sử dụng Win 11 cho chiếc máy này đây. Đó, thì khuyến khích anh em là những chiếc máy từ 2019, 2020 trở đi thì anh em hãy cài Win 11, bởi vì là tránh cái hiện tượng là giật lag hay là khi mà cái máy của mình nó không tải được thì nó sẽ bị đơ anh em nhé. Và bây giờ thì mình cũng sẽ trải nghiệm thực tế những ứng dụng thiết kế đồ họa hay là dựng video cho anh em. Đầu tiên thì với Photoshop mình sẽ sử dụng chiếc máy này để làm hình ảnh. Thì những cái thao tác cắt ghép các thứ của chiếc máy này nó vẫn rất là ok. Và ngoài ra thì mình có thêm những cái project khác này, hay là mình chỉnh sửa màu sắc, cắt cúp các kiểu thì cái hiện tượng giật lag nó không xảy ra. Tiếp theo là với ứng dụng CapCut dựng video, thì khi mà mình sử dụng chiếc máy này để dựng video ở mức cơ bản thôi, nó rơi khoảng 1 phút video để đăng tải lên short thôi, thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng được một cách mượt mà và không có hiện tượng giật lag gì cả. Nếu mà anh em sử dụng để dựng những cái video nặng hơn 4K thì thật sự là chiếc máy này có lẽ là nó sẽ không thể đáp ứng được cái nhu cầu đó của anh em. Vậy nên anh em cứ cân nhắc nhé. Nếu như chỉ cần Full HD thôi và sử dụng những ứng dụng văn phòng cơ bản thôi thì đây là một chiếc laptop thực sự phù hợp với anh em trong tầm giá khoảng 10 triệu đồng, mà nó lại còn mỏng, nhẹ, đẹp đến từ một thương hiệu nổi tiếng nữa. Rồi, đó là tất cả những gì có ở trên chiếc Dell Voco 5391. Có lẽ là với những ứng dụng văn phòng thì mình không trải nghiệm nữa cho anh em, bởi vì là mình đã sử dụng những ứng dụng 2D rồi. Những ứng dụng nặng như vậy nó vẫn còn đáp ứng được thì ứng dụng văn phòng nhằm nhò gì, đúng không nào? Ok, anh em ý kiến như thế nào về chiếc Voco 5391 này? Có thể để lại phía dưới phần comment nhé. Đừng quên là được link tham khảo sản phẩm mình sẽ đính kèm phía dưới phần mô tả và ghi comment. Nhớ like, subscribe kênh YouTube của Laptop Thịnh Vượng để theo dõi những video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào.